Yo, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để tải database một cách đơn giản nhất. Ok, thì đầu tiên mình đã chuẩn bị một cái database tên là Slightly Buffett Girl. Và bạn lên Google, bạn tự gõ là database Buffett Girl. Và đây, cái kết quả đầu tiên thì chính là cái này. Ok, và để tải về thì mình kéo xuống có một phần download database này, mình nhấn vào, sau đó thì nó đã sẽ tải cho mọi người cái này về. Ok, tiếp theo là phần cài đặt. Thì để cài cái database thì đầu tiên mọi người vào nó sẽ có hai cách để cài được cái database này. Đầu tiên là mọi người sẽ tạo một cái thế giới mới này, và sau đó vào chọn vào mục database này, open folder này, và mọi người bỏ cái file zip mọi người vừa tải được ấy vào trong này, và sau đó thì mình quay về đây và chọn nó đó thì mọi người sẽ tạo một cái thế giới mới. Ok rồi, thì mình đã tạo cái thế giới xong rồi, thì bây giờ mình sẽ mình rập cái này lên. Đó thì bây giờ mình sẽ bắt đầu xài thử cái modpack này nha. Đầu tiên thì mọi người sẽ cần một cái trứng chớ sói này, một cái quả táo bình chen và xương luôn cũng được. Để sử dụng cái modpack này thì mọi người sẽ spam một con cuốn ga tuần phục nó và quấn chén một cái táo và boom. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng test sức mạnh của nó nha. Qua đình luôn đi cho nó nóng. Một con thì không nhỏ nhỏ đó nên là mình sẽ cho bao nhiêu con. Và chưa nhiều chút. Và bây giờ về như đây, mình sẽ đánh qua đình. Bạn thấy gì chưa? Nó mạnh, nó khá là OP luôn á. Ok, thì tiếp theo thì mình sẽ đến với cái cách tải thứ hai. Ok, thì cái cách cài database thứ hai á, thì sẽ được sử dụng để cài cho những cái thế giới mà mọi người đã tạo rồi. Ví dụ như là thế giới này đi, đây là một cái map mình tải trên mạng nha. Mọi người nhấn vào phần edit và chọn vào open world folder nè. Và ở đây mọi người sẽ thấy được một cái thư mục database, mọi người nhấn vào. Và cũng như cũ, mọi người sẽ kéo cái database này vào đây. Và ok, giờ thì mọi người chỉ cần vào game thôi. Ok nha. Ok rồi, thì mình đã vô được cái map rồi đây. Thì cũng như cũ thôi, lấy một quả này, lấy xương nữa này, và một cái trên. Rồi, và văng cho nó một cái. Và ok, vậy là thành công rồi nha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Bye bye.